Thưa quý vị và các bạn, chờ vào thu, những cánh đồng thơm ngào ngạt mùi lúa non, những hạt lúa nếp mẩy căng sữa chờ ngày chín cũng là lúc nhiều hộ dân ở huyện Lục Yên bắt đầu một mùa cốm mới mang lại thu nhập cao. Được thành lập từ năm 2023, Tổ hợp tác hoa lúa ở thôn 2 xã Mường Lai gồm 13 thành viên. Được sự tài trợ của Tổ chức Đoàn kết Quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Nhân dân và Hội Phụ nữ huyện Lục Yên triển khai dự án và hỗ trợ trên 116 triệu đồng cho Tổ hợp tác xây dựng và phát triển mô hình sản xuất cốm an toàn với quy mô 1,4 hectare. Sau hơn một năm thực hiện, Tổ hợp tác đã xây dựng được logo nhận diện và bao bì nhãn mác cho sản phẩm cốm Mò Me. Sản phẩm cốm đưa ra thị trường bước đầu được khách hàng đón nhận. Tổ hoa lúa là phải cử ra 13 trọng một trong những 13 thành viên là mỗi người một công việc. Thứ nhất là một chia phân công đều nhau, là chị nào là sành về chọn những cái vào cái thời điểm như là cái lúa đây để xanh và hạt lúa nó mềm và có sữa của cái lúa thì làm ra hạt cốm mới đẹp. Và khâu thứ nhất là còn khâu thứ hai nữa là gặt xong về tuốt xong mới bắt đầu đãi cho sạch, xong mới bắt đầu mới ngâm từ 3 đến 6 tiếng. Xong là bắt đầu mới cho vào máy bom rang. Xong vào bước thứ 3 nữa là vào bom rang này cho nó, nghĩa là kỹ thuật bom rang sau này làm ra hạt cốm chín. Qua thống kê sơ bộ từ đầu vụ mùa đến nay, tổ hợp tác đã bán được trên 2 tấn cốm thương phẩm với giá trung bình là 80.000 đồng 1 kg, đem lại doanh thu hơn 160 triệu đồng. Mô hình sản xuất lúa nếp cốm theo phương pháp không hóa chất không chỉ giúp các thành viên trong tổ hợp tác hoa lúa sản xuất ra những hạt cốm thơm ngon chất lượng mà còn góp phần vào quá trình thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Tôi thành lập cái tổ hợp tác hoa lúa chuyên sản xuất cốm giống Mò Me. Cho đến nay thì được dự án đầu tư rất là cơ bản về máy móc rồi là các cái dụng cụ để phục vụ cho cái sản xuất cốm của tổ hợp tác. Theo dõi của chúng tôi thì tổ hợp tác hoạt động rất là có hiệu quả. Từ năm 2023, tổ hợp tác sản xuất cốm Hương Quê thôn Làng Xảo, xã Minh Tiến được thành lập với mục tiêu liên kết sản xuất cốm bền vững theo chuỗi giá trị, phát huy được lợi thế của địa phương. Trong vụ mùa này, tổ hợp tác đã triển khai sản xuất trên quy mô 22 sào lúa nếp. Được sự hỗ trợ của dự án cùng với sự đóng góp của các thành viên tổ hợp tác Hương Quê đã xây dựng được xưởng chế biến cốm, giúp người dân hoàn toàn chủ động toàn bộ quy trình sản xuất. Cùng với đó, sau các khóa tập huấn được dự án hỗ trợ, tất cả các hộ thành viên tự làm thuốc thảo mộc, ổ phân, ngâm phân hữu cơ, tuân thủ tiêu chí 5-0 trong sản xuất. Rất là phấn khởi và nằm trong cái thành viên tổ hợp tác cũng được cán bộ dự án về được tập huấn, được giao lưu học hỏi các thôn bạn như thôn 2 xã Mường Lai. Được đi học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ và được tổ hợp tác đi vào hoạt động chính thức là làm ra những mẻ cốm rất là thơm, ngon, dẻo. Thì qua quá trình làm thì cái tổ hợp tác thì làm thì rất là vui vẻ, phấn khởi. Quy trình ấy thì là chọn giống đạt tiêu chuẩn, giống đẹp, sản phẩm là không hóa chất, là không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng thuốc hóa học, chỉ là dùng thuốc thảo mộc thôi. Nhóm rất là tích cực tham gia và rất là nhiệt tình đóng góp, những cái thành quả đến hiện nay là rất là tuyệt vời ạ, và gặt hái được kết quả thật là mong đợi theo cái của dự án ạ. Những hạt cốm xanh non, dẻo thơm, an toàn, mang hương vị quê hương Lục Yên, làm nao lòng người xa quê mỗi độ thu về. Hy vọng sản phẩm này ngày càng được nhiều người biết đến, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.